Xin chào mọi người, hôm nay mình xin gửi đến mọi người những bài tập bụng tốt nhất của Joeten. Những bài tập này có thể giúp bạn đốt cháy mỡ bụng hiệu quả sau 2 tuần. Thực hiện những bài tập này với số lượng là 3 hiệp, thời gian 22 phút, mỗi một bài tập thực hiện từ 30 giây đến 50 giây. Nghỉ giữa các bài tập từ 5 đến 10 giây. Nào, chúng ta hãy bắt đầu tập luôn nhé. Thực hiện bài tập này, bạn đưa hai tay lên như cách mà tôi đang đưa lên. Hãy siết chặt cơ lõi của bạn lại để cố định lưng dưới sàn. Hãy chắc chắn rằng chúng không di chuyển khi bạn thực hiện bài tập này. Đưa chân của bạn lên và xoay nó thành một vòng tròn. Bài tập này rất tốt cho việc làm săn chắc vùng bụng dưới của bạn. Bài tập tiếp theo, để hai tay phía sau đầu, hơi nâng đầu lên để tạo thành một đường thẳng từ đầu đến bụng. Đưa chân lên cao tạo thành một đường thẳng vuông góc với sàn. Sau đó từ từ hạ chân xuống, uốn cong và đưa chân lên lại. Hãy ghi nhớ, siết chặt cơ bụng và chắc chắn cố định lưng ở dưới mặt sàn. Ở bài tập tiếp theo này, hãy ngồi dậy và đưa hai tay của bạn sang bên để tạo điểm neo cố định. Sau đó đưa chân lên và thực hiện vắt chéo chân này qua chân kia. Hãy cảm nhận cơ bụng của bạn, nó thực sự được đốt cháy rất nhiều. Tư thế ngồi gần giống như bài tập trước. Tư thế của bài tập này gần giống như V con. Bạn kéo đầu gối về phía bụng của bạn và đá chân sang bên, thực hiện giống như thế với bên còn lại. Bạn đã cảm nhận được cơ bụng của mình nóng lên chưa? Chúng ta hãy tiếp tục bài tập tiếp theo này nhé. Hãy nằm thẳng trên tấm thảm của bạn, siết chặt cơ bụng và đưa cơ thể của bạn lên, đồng thời thu chân về phía bụng, sau đó xoay sang bên. Thực hiện như vậy với bên còn lại. Ở bài tập này, bạn hãy siết chặt cơ bụng của lại, hãy đảm bảo rằng nó không lung lay trong lúc tập. Đưa chân thẳng ra phía xa và sau đó thu lại về phía bụng, làm đồng thời hai chân một lúc. Hãy cố gắng cảm nhận cơ bụng của mình trong lúc tập. Xuống tấm thảm thân yêu của bạn, đưa chân lên, phần đùi vuông góc với sàn, còn từ đầu gối đến gót chân song song với mặt sàn. Sau đó dùng chân đá về phía trước để toàn bộ cơ bụng của bạn tham gia vào bài tập này. Hãy chắc chắn rằng chân của bạn không di chuyển đi sang hai bên trong lúc tập. Bài tập này, động tác khá giống với bài tập trước, chỉ việc thay đổi lại vị trí chân. Hãy cố định lưng của bạn dưới sàn.
đỡ trọng lượng cơ thể của mình trên một cách tay như cách mà tôi đang làm trong video này. Hai chân để lên nhau, một tay đưa lên cao và từ từ vòng xuống qua bụng của bạn. Hãy siết chặt cơ cốt lõi của bạn lại và cảm nhận cơ bụng của bạn. Good things go slow. I'm no saint. I fall, you pick me up again. Got your habits, got them too. Just feel like maybe I could lose them with you. Sinking in, I guess I kinda like that. For the first time, you really got my back. Got your habits, got them too. Các bài tập còn lại, các bạn cố gắng tập giống như tôi. Một lưu ý rằng khi tập bài tập này, hãy cố gắng đưa cơ bụng của mình tham gia hết vào các bài tập. Nếu chưa quen, hãy tập từ từ và cố gắng cảm nhận thấy cơ bụng của mình. Như thế sẽ giúp bạn tập hiệu quả hơn rất nhiều. Các bạn có thể tìm hiểu thêm cách cảm nhận cơ khi tập tại trang web sagimdayroi.com.
Silence fades into the night. Coyotes sing at the moonlight. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Feel the wind touch our face. Let's take a spin to a foreign place. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape. Till the sunrise. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Wave goodbye to your city life. Say hello to the desert sky. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape, let's escape.